giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chia chở cho em một đời về sau, mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi. Thank you.
cay xin lời cho ta mỗi mai đến tôi thêm mong trên đôi má chiếc áo nào sáng sáng tươi cười sao lũy tre lũ chim trên cành đang về cây liễu lo đến thơm đông đường mong quà cha sẽ ngắn lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào đón nồng nhiệt nhất. Trước ngày hôm nay, họ nhà trai chúng tôi long trọng tổ chức buổi tiệc tân hôn để cùng mời họ hàng thân tộc vân vân, bạn bè, quý khách đến tham dự. Rất vui khi tất cả quý vị đã đến đây đông đủ để chứng kiến khoảnh khắc trong ngày thành hôn của đôi bạn, để chúc cho tân nương tân đôi của chúng ta được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phù thê. Và bây giờ, mời tất cả quý vị khách quý cùng Quan Viên Ngọ, chúng ta sẽ cùng chào đón hai nhân vật chính trong buổi tiệc tân hôn ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Trọng Nghĩa sẽ yêu cùng cô dâu Thu Thảo. Rất vui khi tất cả quý vị đã đồng nhiệt chào đón tân nương đến chúng ta, đem lại cho ngày vui thêm phần ý nghĩa long trọng. Xin được cảm ơn tấm chân tình của quý vị đã dành cho đôi của chúng ta. Và kính thưa quý vị, đây đôi uyên ương hạnh phúc chúng ta đang tiến lên sân khấu. Và kính thưa quý vị, xin được giới thiệu chú rể Trọng Nghĩa, cô dâu Thu Thảo, xin gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời đôi bên thông gia cùng tiến lên sân khấu cho ngày hạnh phúc của con mình. Hãy nồng nhiệt chào đón bằng tràng vỗ tay để chúc mừng cho họ nhà trai của chúng tôi. Để kính thưa quý vị, họ nhà trai chúng tôi đến từ
từ số 4 sạc 330 đường tỉnh lộ 38, số 7 phường 5 thành phố Bạc Liêu. Xin được quý vị ra mắt người thân quý trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin cảm ơn tất cả vị lãnh đồng nhiệt chào đón họ nhà trang chúng tôi và kính thưa vị, đây ông Hoàng Ân và Tiên Lưu sáng tác của chú lễ Trọng Nghĩa. Tiếp theo chúng tôi xin được kính chào quý vị và kính mời ông Lý Hôn và bà Lâm Thị Sang là sáng tác của cô dâu Lý Thu Thảo. Và bây giờ cũng trân trọng kính mời ông bà nữ chú Hôn cùng tiến lên sân khấu. Vâng, kính thưa quý vị, họ nhà gái đến từ ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Hôm nay trong ngày hạnh phúc của con mình, rất vui được ra mắt vị khách quý và rất cảm ơn những tấm chân tình quý vị đã chào đón họ nhà gái chúng tôi, đem đến niềm vinh dự rất lớn. Và kính thưa quý vị, đây ông Lý Hưng và bà Lâm Thị Sang là song thân của cô dâu Thu Thảo. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 16 tây tháng 11 dương lịch năm 2024, cũng nhằm ngày 16 tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn, là ngày là tháng tốt mà đối với gia đình chúng tôi đã chính thức bắt tay kết tình thông gia để mừng cho trưởng nam Tân Lan Võ Trần Trọng Nghĩa sẽ như cùng trưởng nữ Tân Đường Lý Thu Thảo. Và buổi tiệc tân hôn ngày hôm nay tiếp Phật đông đủ của quan viên họ, đặc biệt là sự tham dự của tất cả vị khách quý gần xa đã đến đây để chúc phúc cho đôi bên gia đình chúng tôi có được dấu hiền để thảo, chúc Tân Lan Tân Nương của chúng ta được long phụng hòa bình bất niên giai lão. Đây là niềm hạnh phúc rất lớn cho ngày hôm lễ. Mong rằng trong buổi tiệc chiêu đãi cho quý vị, nếu có điều chi thiếu sót, rất mong tất cả vì chúng ta cũng niệm tình vui vẻ mà bỏ qua cho. Và bây giờ xin được hướng dẫn Tân Lan Tân Nương xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị với hai lễ để tỏ lòng kính trọng. Cô giáo lễ cúi đầu nhất lễ, nhị lễ. Xin cảm ơn đến toàn thể quý vị. Vâng, và bây giờ là giây phút để Tân Lan Tân Nương chúng ta mừng cho tình yêu hạnh phúc đôi bạn được bên nhau và cũng mừng cho buổi tiệc ngày hôm nay với sự góp phần đông đủ của tất cả quý vị. Và cô giáo lễ chúng ta tiến đến thắp ly để cúi đầu trăm ơn. This is our time now, where we're going, these dreams we're holding, oh, and now we know it. All the world is ours to take, you and me will find a way, oh, the wonder that awaits, here we are, forever starts today. Và đúng không, vừa rồi đã khép lại phần nghi thức trong buổi tiệc tân hôn. Xin được thay lời Tân Lan Tân Nương cảm ơn đến họ hàng thân tộc đôi bên, đặc biệt là quý vị khách quý cũng như bạn bè gần xa đến đây tham dự và chúc phúc. Xin được chúc cho tất cả quý vị dùng tiệc thành lòng vui vẻ và luôn có nhiều sức khỏe để nhà nhà được hạnh phúc.
Và bây giờ cô chú thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến đến bàn tiệc để chúng ta chụp ảnh và nâng ly. Rất mong tất cả quý vị chúng ta hãy cùng chào đón tăng lang tăng nương và dành những lời chúc phúc tốt đẹp cho cô dâu và chú rể. Thank you.
phải anh có cánh tay này. Cảm ơn tất cả những em mới gặp mặt ạ. Hai, ba, you.
cả bị vui vẻ và luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, phát tài nha. Cha con à. Nói cho nói cho uống đi cả buổi rồi. 1 2 3 thế này. Ôi trời ơi. Xin chào mọi người và tình yêu tới
cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã khung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cũng đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Better.